Em chào mọi người, đây là cái bồn inox 10.000 lít của Sơn Hà. Bồn này nó có đường kính nhỏ nhưng nó có chiều dài. Nó dài đến 6,5 m luôn mọi người. Đường kính nó khoảng 1,55 m mọi người ạ. Ai mình có nhu cầu sử dụng bồn 10.000 lít inox ngang thì vui lòng liên hệ bên em ha. Có chỗ đặt để như thông số mà em mới thông báo là chiều ngang 1,55 m và chiều dài khoảng hơn 6 m, thì mình có thể để được cái vỉ bồn này ở vị trí nào đó. Mọi người mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về bồn nước hơn nha. Những cái bồn nước bên em mới thu về em sẽ đưa lên đây để mọi người mình cùng theo dõi. Nếu phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì mình đặt hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của em. Tạm biệt mọi người.